anh chắc chắn anh phải hát tiếp chứ. Nhưng mà lần này anh sẽ hát chung với lại B-Ray. Anh đố các bạn ca khúc tên gì ạ? Dạ. Lớn lên hả? Lớn lên nữa hả? Vâng, xin. Mời các bạn lắng nghe hả? Ray ơi. Ray à. Tới lúc cần thiết anh sẽ xuất hiện. Ok. Và vẫn tiếp tục là Khánh hả? Che chở nhau dù đau ngàn lần, không phải đau phải buồn, bờ vai luôn có mỗi khi em cần. Xin là xin vạn lần, lau khóe mi bờ môi mỉm cười, vẫn luôn tồn tại mà niềm tin không có. Anh phải làm sao? Are you ready? Anh Khánh đẹp trai quá. Anh B-Ray đẹp trai quá. Anh đẹp si xấu quá. Bờ vai luôn có mỗi khi em cần em ơi.